Nè, mày làm gì? Chuyện tôi, cái này làm cái gì vậy? Mày thấy chỗ này thanh tịnh không? Nếu ngủ một giấc ngàn không ở đây thì đã lắm. Thả tôi ra! Tôi nói cho mấy anh biết, tôi mà chết thì công an sẽ điều tra tội ác của mấy anh đó. Mày nhìn đi, tao đào sẵn chỗ này, nhưng không phải cho mày, mà là cho ba mày. Được, tao sẽ cho mày ân huệ cuối cùng. Nói lời tạm biệt với ông đi. Ba, nghe lời tụi nó, trốn tiền nhiễm ta không sao đâu. Ba, thả ba tụi nó. Cho nó xuống. Xuống. Thả tụi nó. Im bằng. Mấy người thả tụi nó. Thả ba tụi nó đi. Thả ba tụi nó đi. Tôi hứa cho bằng với anh mà. Tốt. Buông nó ra. Tốt lắm, chú em đã hiểu chuyện. Nhưng mà tôi muốn biết chắc là bạn của tôi được an toàn. Yên tâm đi, nhưng tôi không muốn đi biển nữa. Chưa về, tụi nó thả mình thì chắc phải ép mình làm cái gì đó rồi, sẽ sống không yêu. Làm sao bây giờ? Hay là mình nhờ ông chủ giúp? Chỉ sợ là ông nói giận rồi bỏ mặt luôn mọi chuyện thì nguy hiểm. Không được, tôi phải bàn với thằng tìm cách trốn đi nữa. Ông thời gian tiếp. Ba cứ ở đây đi,
Mọi chuyện con lo con tính hết rồi. Tính cái gì mà tính? Hết luôn rồi con à. Hay là bây giờ con muốn thấy cái cảnh mà tụi nó đào sẵn quyết chôn hai cho con mình hả? Cha con đã ác thâm hiểm lắm. Ba nói với con rồi, con không hiểu đâu. Sao mọi chuyện cứ đổ dùng lên đầu con hết vậy nè? Ba biết là con rối lắm không? Con hết đường tính rồi. Bây giờ ba nghe con, ba cứ ở đây giúp con cái đi. Con đây cũng không sống, ba ở cũng không được. Anh Nhân. Em tưởng anh không lên công ty chứ. Em tính gọi điện báo cho anh nè. Có chuyện gì vậy em? Có rắc rối gì với khách hàng á? Dạ không phải, chuyện riêng thôi à. Nhưng mà em ngại quá, không biết có nên nói cho anh biết không. Nhưng mà em suy nghĩ kỹ rồi, phải báo cho anh biết để anh còn kịp thời xử lý nữa. Thôi đi vô phòng anh nói. Dạ. Anh à, hồi nãy em thấy Linh khóc nữa, xong rồi Linh còn bỏ về nữa. Tại sao vậy? Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ lúc Linh gặp mẹ của anh thì mọi chuyện xảy ra như vậy đó. Thái độ của bác gái lúc ra về cũng rất là tức giận. Có lẽ là... Thì cho là gì? Chuyện không vui được đi. Anh biết chuyện gì xảy ra rồi. Cảm ơn em. Bây giờ có lẽ là Linh buồn lắm, nhưng mà hôm nay anh có một số chuyện gấp phải làm, không thể nào gặp Linh để an ủi được. Hay là anh cứ để em qua nhà Linh, rủ Linh đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Công việc của em thì em cũng đã thu xếp đâu đó xong xuôi hết rồi. Em qua đó sẽ nói cho Linh biết là anh đã biết tất cả mọi chuyện. Không có sao hết, để cho Linh khỏi lo lắng nha. Được, vậy cũng được. Chị, em qua đó giùm anh nha. Dạ. Anh có chuyện gấp phải đi rồi. Chuyện gì em? Dạ. Em chào anh. Bác nghe nói con đang có tình cảm với Nhân, có đúng không? Dạ. Anh Nhân xin phép bác rồi phải không ạ? Không, bác chưa nói chuyện với thằng Nhân về chuyện bác đến gặp con. Bác cũng chưa biết tình cảm của hai đứa con đã tiến xa tới đâu. Chỉ nghe nhân viên trong công ty đồn đại mối quan hệ không tương xứng của tụi con thôi. Dạ, con hiểu ý bác rồi. Bác nói toàn là những điều thực tế, không có gì là ác ý hết. Bác hy vọng con có cách xử lý chuyện này cho nó tốt đẹp. Giả lại hoàn cảnh gia đình của con khó mà phù hợp với cách sống của gia đình bác. Mối quan hệ này không đi tới đâu đâu. Hơn nữa, nó làm cho tình hình của công ty sẽ có nhiều lời ra tiếng vào, sẽ không hay. Dạ, con xin phép bác. Bác thấy con là một cô gái xinh xắn, hiểu chuyện. Con sẽ sớm tìm được một người phù hợp. Thằng Nhân chẳng qua nó chỉ quan tâm tới nhân viên mới thôi, chứ nó không phải tình cảm gì đâu con à. Linh có chuyện gì buồn hả? Có gì đâu. Dạ, chuyện gì ạ?
Cà phê đây. Có chuyện gì buồn lắm sao luôn? Bình thường á, Linh đâu có hẹn gì gấp như vậy. Hay là mẹ Linh ở quê có chuyện gì? Chuyện tình cảm đúng không? Có phải là Nhân không? Chuyện đã nói rồi, Linh không có yêu anh Nhân được đâu. Sao lại không hả Diệp? Mà từ trước tới giờ Linh có nói cho Diệp biết là Linh yêu anh Nhân đâu. Không lẽ ở nhà ba mẹ Diệp ngăn cản chuyện tình cảm của Linh và anh Nhân hả? Chưa ai nói gì hết, nhưng mà chị đã biết hết rồi. Linh không hợp với anh Nhân, không hợp với hoàn cảnh gia đình này đâu. Linh hãy nghe Diệp nói đi, nếu không người đâu phải là Linh đó. Hoàn cảnh của Linh bây giờ, người ta nói là trèo cao thì té đau phải không Diệp? Mình đang muốn tâm sự chia sẻ với Linh. Vậy mà Linh cũng đang có chuyện buồn. Đúng là cùng cảnh ngộ. Diệp kỳ thiệt đó. Người ta đang buồn mà Diệp có cười làm sao? Thôi yên tâm đi, Linh mà gặp Diệp á là hết buồn liền. Đi, Linh đi theo Diệp. Trong bữa sau mình gặp cảnh, sẵn tiền á, Diệp biểu diễn vai trò chắc chắn là Linh sẽ vui nha. Vậy cũng được. Dạ xin mời anh. Chị ghi điện thoại nha. Alo. Anh làm vậy không được. Tôi mới mượn có 3 ngày mà rồi là sao? Hợp đồng ký 1 tháng lần mà. Cái gì? Đây. Anh không được cho nhà tôi nha. Alo. Alo. Linh à, hay là cái tôi với Mạnh ra đó chơi đi nghe. Tự nhiên bây giờ việc có chuyện đột xuất bận rồi. Xin lỗi Linh nha. Vậy nha. Lần nào gì cũng vậy hết. Từ nay mình nhất định không bao giờ gọi gì nữa đâu. Nó sắp về rồi, đợi một chút nữa, nó mà không về, tao với mày sống thẳng vô nhà nó, làm việc qua nhà nó. Thằng này á, sợ nó trốn đợi cái gì, nhìn cái nhà của nó là biết nó cái dạng công tử ăn chơi đua đòi rồi. Nó không trả thì ba mẹ nó đứng ra trả. Anh hai lo sao quá, cứ hỏi mình đi đòi hoài. Anh hai lo sao á, thì mình cứ làm vậy, mày cái tật á, lằn nhằn hoài. Ông đuổi gì tao với mày, có nước, chết đói nhằn nhằn. Giờ này mà nói chuyện chịu vậy, gọi điện thoại cho nó một lần nữa đi. Nó khóa máy rồi. Hay anh tới tìm việc đúng không? Anh là anh có thực hiện không? Tụi tôi á, gọi điện thoại cho nó không bắt máy. Có chút việc quan trọng, cảm phiền anh vô nhà kêu nó ra đây. Đó mà trốn á,
thì đừng có trách tụi tôi nặng tay với nó nha. Thôi được rồi, có gì mời hai anh vô nhà nói chuyện. Có chuyện gì hay anh nói đi. Thằng Việt nó lại mượn tiền hay là gây rối gì cho Thanh Thanh? Nó mượn tiền đang lãi, hôm nay tới hẹn trả rồi. Ông lộng anh của nó, bây giờ ông trả cho nó đi. Thằng Việt nó không phải là em của tôi, mà nó cũng chẳng là cái gì trong cái nhà này. Thật ra thì nó chỉ là... đi làm bạn của em, để em tiết kiệm cho. Anh đi làm, cả ngày của mình lắm rồi. Anh đều đi ngay. Đi thôi em. Nhớ cho mày. Dạ, em biết rồi. Lần sau mà không trả đừng có trách tụi tao nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Tụi tao không biết. Đúng thời hạn tụi tao qua lấy. Nếu mày không trả, tụi tao tới dò mày á. Dạ, em biết rồi. Anh yên tâm đi. Số tiền đó em nhận sẽ trả mà. Em không để anh tới đây mà đòi nữa đâu. Tao nói trước rồi đó, không trả đừng có trách tao nha. Dạ, biết rồi. Hơn vậy. Nhớ đó. Dạ. Mẹ có chuyện gấp đến công ty để bàn với con, nhưng mà không gặp. Con biết rồi. Mà mẹ đừng có lo mấy chuyện giặt đó nữa. Cái chính là bây giờ là phải tìm cách làm sao đủ được cho con thằng Việt đi kìa. Thì đó, mẹ cũng tính nói cho con biết. Tự nhiên ông Kha ông xin rút lời, không cần tiền nữa, rồi không dọn nhà nữa, làm mình mừng hụt à. Thì ra là vậy. Có lẽ cha con nó muốn ở lại, tại vì thằng Việt nó đã mượn được một số tiền ở nơi khác để thanh toán nợ nần. Sao con biết? Mẹ nhất định không cho nó lấy một xu nào trong nhà này hết. Ân nghĩa thì cũng đã trả xong hết rồi. Kỳ này mẹ kiên quyết phản đối ba con tới cùng. Nếu ông giúp nó, cùng lắm là mẹ làm căng để đuổi ông đi. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi. Đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên mà mất quả khí gia đình mình. Chắc chắn nó sẽ bị đuổi. Nhưng mà mẹ phải diễn một màn kịch thật là hay. Anh nó không gọi điện mà mình còn nhắn tin thì kỳ lắm. Thôi. Ở nhà không con? Dạ. Đây, Út nấu chè đậu xanh đường phèn Nha Đam cho con ăn nè. Ây da. Dạ, cảm ơn ăn Út. Ăn đi. Chè này ăn vừa mát vừa đẹp da lắm đó nha. Ăn đi, mày mốt lấy chồng giàu nhớ Út là được rồi. Út à, Út cho con chè thì con cảm ơn. Tự nhiên Út đá qua chuyện lấy chồng giàu. Con không ăn nữa đâu. Trời đất ơi, vậy cũng giận nữa. À, hôm qua gì đi coi bói cho con đó. Hả? Thầy bói nói con là số phụng hoàng. Mày mốt mày bay lên trời, mày không có ở dưới đất đâu. Là ý là con giàu sang sung sướng đó. Dì coi cho con hả? Hả? À, ta nói ha, dì hả, chỉ cần nói tên nói tuổi của bay thôi,
Cái gì lấy tấm hình gì đưa cho bà coi. Trời ơi, bà nói trúng móc luôn con ơi. Nói mà gì nổi da gà luôn đó. Ghê không? Trời ơi, coi tận mặt á, còn chưa ăn thua gì. Đằng này coi qua hình con thua gì luôn đó. Nhưng mà cái đó chuyện phụ thôi. Cái này mới chuyện chính nè. Tao nói gì à, muốn nhờ con giúp một chuyện được không? Dạ, dì cứ nói đi, giúp được gì con giúp liền à. Nhưng mà chuyện này á, đừng nói ai nghe nha, mắc cỡ chết. Hôm nay dì làm sao vậy? Giống như là gái 18 sắp lấy chồng gì đó. Ừ, dì tính đi lấy chồng đó hả? Được không? Được không con? Trời, giúp được không? Sao cười hoài vậy? Dì nói thiệt á, không có giỡn đâu. Giúp gì được không con? Dạ, dạ giúp. Ừ, vậy mừng quá. Nhưng mà giúp bằng cách nào chứ? Con đâu có rành chuyện mai mối đâu. À, sao dì không nhờ chú Hai xe ôm? Ừ. Chà Hai đó hả? Chà Hai chạy xe ôm ngoài đầu đường đó hả? Dạ. Thôi đi, chà phá đám thì có chứ ở đó mà mai mối cho gì. Với lại bà thầy bói á, bà nói là con hợp tuổi với gì, nên con làm mai ở đâu là trúng đó, nhờ người khác không có được. Ừ. Còn cha Hai xe ôm hả? Không có đâu. Nhưng mà con thấy chú Hai xe ôm mê gì lắm á. Gì mà chịu á là được liền, cần gì mai mối ai. Thì đó, thằng chả đeo đuổi gì 10 năm trời chứ ít sao. Mà tao không có chịu, ông xấu quá đó. Bởi vậy bây giờ mới phá đám. Chuyện gì với lại ông Thiên, tính chia rẽ tình cảm của tụi tôi đó. Vậy sao nhờ ông làm mai được, đúng không con? Sao, giúp gì ngang hen? Dạ, để con giúp cho. Ừ, vậy đi. Nhưng mà con chưa biết chú Thiên là ai hết. Hả? Nghe nói có tiệm sửa đồ điện ở kế bên hẻm phải không gì? Ừ, đúng rồi, con đi ngang cái tiệm sửa điện á, con thấy cái ông nào xấu xấu. Không, xấu mà có duyên, ổng đó. Dạ. Ta nói nha, kỳ này mà đám cưới của dì đó, cái gì mang nguyên cái bộ sa rê nha, cái đùi cá nó dài vậy nè, cái gì đi lết hết cái giải phòng trọ luôn đó, cho nó sang. Xong cái mình quăng cáo luôn khỏi giặt. Chú khỏe chưa? Dạ tôi cũng đỡ nhiều rồi cậu. Từ lúc ở bệnh viện về tới giờ, chú có vô tới khám lại không? Thôi, vô làm chi, gặp mấy cha bác sĩ khám rồi. Loại bệnh tùm lum ra, nhức đầu thêm phiền phức lắm. Cứ uống thuốc đi, rồi thấy nó bớt. Ủa, thằng Diệt đâu rồi chú? À, nó đi chơi với mấy đứa bạn. Nghe nói nó đi thực tập gì đó mà. Cậu kiếm nó có chuyện gì không? Để nó về, tôi nhắn lên gặp cậu liền ha. Dạ, cũng không có gì chú. Con định gặp để hỏi thăm chuyện học hành của nó thôi. À, vậy hả? Chú à, con có nghe má con nói là chú định mượn tiền rồi ra ngoài ở. Nhưng mà sao lại thôi? Bộ có gì thay đổi hả chú? À, có gì đâu. Tôi thì tôi cũng tin vậy đó. Nhưng mà thằng Việt nó không có chịu. Nó sợ là mượn nợ sau này khó trả. Tôi ráng ở một thời gian đi. Khi nào nó ra trường á, đi làm, có tiền ở rồi thì dọn luôn cho nó tiện cậu ạ. Con sợ không phải là như vậy đâu chú ạ. Thật ra thì con biết ý định thật của thằng Việt. Nhưng mà con sợ nói ra thì ý định như không.
quan sát kỹ cách chơi của tụi nó, rồi tìm cách chơi với chúng. Hai tên này cũng phải với nhau, đã thông đồng từ trước. Nếu mà bài thằng nào cao thì thằng còn lại sẽ bỏ bài cho thằng bài cao thắng. Sao chú biết? Nếu anh chú ý thì anh sẽ thấy tụi nó đã ám hiệu với nhau. Hẹn gì? Tụi nó toàn thắng không? Giờ tính sao? Gì đi, anh sắp xếp cho em chơi chung với hai tên này. Mỗi lần kéo bài, em sẽ treo máy 10 giây. Anh nói với IT là xem bài tụi nó trước. Nếu như mà bài của em cao hơn, anh ném máy cho em. Lúc đó em sẽ cương thật là lớn. Ok. Thật ra thằng Việt nó muốn ở lại trong nhà này là nó muốn mượn danh cô chủ để dây nợ, để ăn chơi đó chú. Trời ơi, chuyện đó, nhưng mà chuyện đó đâu có. Chiều nay nè, đã có người tới trước cửa nhà đòi nợ, nhưng mà con nghĩ là món nợ lần này không nhỏ đâu chú. Nếu như chuyện này mà ba con biết thì rất là căng đó chú. Còn những cái chú à, chú yên tâm đi, con chưa nói chuyện này với ba con. Dạ con. Dạ, con nói ra đây á là để tìm cách giúp chú và thằng Việt. À, con đừng nói với ông chủ nghe. Bây giờ phải làm sao con? Con nghĩ bây giờ là chú phải cho thằng Việt dọn ra ngoài ở, vì sống bên ngoài nó mới biết nhìn lại bản thân. Mà con thấy tình hình là ba con cũng cho chú dọn đi, và cũng đồng ý cho chú mượn ít tiền. Chú lấy số tiền đó trả nợ. Còn chỗ ở thì chú cứ yên tâm, con sẽ tìm một căn nhà nhỏ nào đó thuê giúp cho chú. Trông quá, cậu ra chút dùng nha. Ngay ngày mai chú có gặp ba con nói quyết định của mình đi. Rồi. Còn mọi chuyện khác để con sắp xếp. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu giúp đỡ cho con tôi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Thôi, chú nghỉ ngơi đi, con đi ra đây. Dạ. Trời của ba nó ban đi. Nè, tôi cho ông đi chơi rồi cái về tự nhiên mặt hầm hầm để tôi chè chà bá trước mặt tôi làm sao hả? Thì ba ăn hết đi của ba đó, ăn không hết con đem đổ luôn á. Nè, tôi là ba của ông đó nha, ăn nói với tôi cho đàng hoàng à nghe. Cho đi chơi cho đã rồi về kiếm chuyện hả? Chè này của ai đây? Thì của Út. Nói chung là má kế của con á. Ba ăn đi. Cái thằng này hôm nay ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy trời. Tự nhiên cái bà Út Thành má kế của ông làm sao? Hả? Rồi à, chắc là kết bè kết phái với mấy cái thằng phá làng phá xóm ở cái khu nhà trọ này. Rồi cái là chọc phá bà Út, bị bà Út chửi rồi bây giờ về kiếm chuyện với tôi phải không? Không, bữa nay con đâu qua bà ấy. Con không thích bà ấy cưới vợ đâu đó. Bà phải đi tìm má ra cho con. Trời đất ơi, ai nói với ông là tôi muốn cái vợ? Ai nói với ông là bà Út là má kế của ông, hả? Thì chú hai sẽ ôm đầu ngõ nói vậy mà. Thì chú hai nói
An ơi, sao có má kế à ha? Rồi mấy đứa nhỏ trong xóm á, đứa nào gặp con cũng chồng con hết á. Mẹ, làm sao làm đi, chứ con quê lắm á. Cái thằng cha hai này đúng là như chuyện mà bực mình hết sức. Chú hai chỉ chọc con thôi, làm gì có chuyện đó. Bà nói con nghe, bà già rồi, bà còn cưới vợ làm gì? Ở trong căn nhà này á, bà chỉ muốn chỉ có hai cha con mình sống với nhau thôi. Con xin ba đi. Bà nói thiệt hả bà? Nhưng mà con muốn bà dẫn con đi tìm má, được không bà? Ai cũng có má, gia đình đủ người mới vui. Ba nè, con nè, má nè, ở chung mới vui. Chứ có hai cha con mình á, sống buồn lắm hả bà? Bà ơi, bà dắt con đi tìm má đi, nghe bà. Được rồi. Thiệt hả bà? Bà hứa ở nhà. Thôi, con ăn chè đi, bà no rồi. Bà không ăn đâu. Trời, no cũng phải ăn. Cái này tôi úp cho bà nè, bà ăn đi. Bà ăn miếng thôi à nghe. Dạ. Bà ăn nó đi, ăn không hết con ăn cho. Con không đẹp đổ đâu. Ăn bưởi. Dạ, chào chú. Chào cô. Cô tìm ai? Dạ, cho cháu hỏi, đây không phải là nhà của cậu Diệp, con chú Kha không? Hôm trước nó nằm bệnh viện, phòng 103 đó chú. Nhưng mà cô tìm có chuyện gì không? Dạ, tại vì bữa đó cậu chỉ cho con một ít tiền, cho nên hôm nay con tới đây để xin trả. À, tôi là Kha. À, tôi là ba của thằng Việt đây. Đúng là nhà này rồi. Thì ra là như này. Sao rồi? Việc sắp nhận được con mời được 8 nút, còn hai người kia chỉ được 3 nút và 4 nút mà thôi. Ok. Thầy cũng sắp đi công việc rồi, bây giờ mình chơi nhanh nhất cuốn, chơi lớn luôn nha. Anh muốn chơi bao nhiêu? 25.000 đi, chơi không? Tôi ok. Anh sao? Ok. Ok tôi chơi. Rồi. Xong. Yeah. Khá lắm. Yeah, 25.000. Em nói với anh trai rồi, em chỉ nhắn đi nhắn cuối, em đi công việc gấp lắm. Hẹn anh trai hôm khác chơi xa láng luôn. Mẹ, bà đang như chó.
Tụi em có ghé nhà nó, thăm he, dằn mặt nó. Nó sợ lắm. Nó hứa tuần sau nó sẽ trả đủ. Tụi bay phải tiếp tục đòi tiền đó. Số tiền nó phải trả phải gấp 10 lần cái khoản gốc mình đưa đó. Dạ, anh yên tâm. Alo. Dạ thưa anh, có một người tên Nhân nói là người nhà của anh Diệt đến thanh toán hợp đồng vay. Được rồi. Tụi bay đã báo với người nhà đó phải không? Dạ chưa anh. Hôm tụi em tới có gặp một người, hình như là anh trai của nó. Thằng đó tới đây rồi. Tụi bay ra ngoài, cho nó vô đây. Dạ. Dạ. Mời vào. Chào cậu. Chắc anh đã đoán ra tôi đến đây vì chuyện gì đúng không? Anh Nhân đi gặp khách hàng rồi. Linh không biết hả? Hôm nay Linh đi làm trễ nên Linh không biết. Vậy thôi nha. Linh à, Linh hết buồn chưa? Thoa, anh Nhân có nhờ Thoa rủ Linh đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, mà Thoa bận quá, Thoa quên mất. Anh Nhân nhờ Thoa hả? Thoa biết chuyện, Thoa biết. Bởi vậy Linh đừng có buồn vì anh Nhân không quan tâm nha. Mà anh Nhân này cũng kỳ thiệt á. Ai á, anh cũng quan tâm như vậy hết, làm cho người khác cứ tưởng anh có tình cảm với mình. Hồi đó Thoa mới vô làm cũng vậy á, cũng có chút suy nghĩ là anh Nhân. Mà Linh biết không, mẹ của anh Nhân á khó tính lắm. Chọn con dâu á thì phải có gia thế, môn đăng hộ đối thì mới chịu. Còn mình như vậy thì làm sao có cửa với anh Nhân hả Linh? Nhiều khi anh Nhân tâm sự với Thoa là nói chuyện với Linh vui, cho nên ảnh rất là mến Linh. Nhưng mà mẹ của ảnh khó tính như vậy, nếu mà không ưng thì ảnh cũng chịu thôi à. Mà Linh nè, Thoa biết cái gì á thì Thoa nói hết cho Linh nghe thôi à. Linh đừng có nghĩ gì nhiều nha. Linh đi làm đi. Tại sao chị gọi cho mình về đây chứ? Dạ nghe anh Nhân. Em đang ở đâu vậy? Đi chờ liền đi. Tôi đã tiện ba anh rồi mà. Làm gì tụi tập phiên công cho tôi chi vậy?
Alo. Có chuyện gì? Anh nói với đàn em của anh đó, tới nhà tôi liền đi. Xong việc tôi sẽ chuyển tiền lên cho anh.